lúc lúc xảy ra giảm mệt tục máy bằng bộn chất tì cơ rục. Trong khỏi ní, châm bà xông ăn nhá bằng hàng chùn nơi rừng châm lại muối. Cứ miên cô châm lại muối đà nẹp hùm miên châm nửa thà chia nương tử đà trời chia phẹt dì rô bọc bạc cao một chạp chiệt. Cô ní xoay tên nông khả máy tay mân xoay nông đà phá lấp nơi sọc xìm nửa tì. Trong đằng cà bất khả nạ ní, trong cà nghe rô bò diện khả nhóm bạn thử đầm nà đòi thầm ở trường chlong cắt tri, cắt viên, cắt ô chỉ tràn km vì phù mùi rồi prắm, mọc đòn phù mùi tiết đà kì hài thà đầm bón cao sắp râm pì. Hai có bàn mọc đọt tiết đầy miên cô chụp lại nì. Cô này hỏi, đã là bầy tỏ tỏ khi thả chia bởi lớn ở bọn miệng bử, đã chia phẹt dì ở bọn bạc cố, ôn bạc cáo một chạp chiếc. Để môn tử bốn, đàm hẹt môn tử bốn, đây nhóm quả chư. Đập đây nhóm chư tới, cô nâng dạy tạm chết lệch đê, dạy tạm bàn một khu mất. Đó, kê nhóm tà rô, cư chư mơ, dạy thả cho ta hiệp đạp nâng, bàn cô nâng kê chê mơ. Nhóm bà rô kê riêng đạp nè. Bà riêng đạp rồi hai, ai hai đạp bếp đây nhóm chư. Hai mà có chư. Bà rồi em chân tới có cô nâng lịch. Gặp cô nâng lịch tới bàn đây nhóm bà rồi. Chia tới. Bà chia tới có nhóm thả ở thì chia cho nhóm thư bọn ở phía xài. Có cách thật nền phư mà nơi mẹ. Nhóm thư bọn ở phía xài. Thư bọn ở phía xài rồi hai có miên chắc miên tung. Tám ca sáng sầm đầy ra bà ông sấy đã chia mà chạc cố bà nè đần thà. Ông sấy chứ mùa mì hến, à dụ hà sắp ra mấy chân nằm. Bà đầy ra bà ông sấy chứ mùa xoài hấm, à dụ hóc sắp ra mùi chân nằm. Quát miên côn tên ọ bà bì nẹ, côn bà bầy nẹ, sấy buồn nẹ. Sắp tháng ngày quát bà cò bà bà thơ vừa chấm cá, rù nơi khu nông phùm ô chì, rứ đâm bòn cà sắp ra mùi, khùng bà áo sắp tra bèng bà sát. Khát ốt đo mình chì. Cô ní cư chê cô nhí, kết nơi tháng ngày tì đập bấy, khai bấy cho năm bì bòn rầm bầy. Giúp tháng ngày tì đập bì, khai bấy cho năm bì bòn rầm bấy, quạt bàn khơi phá lương bàm bì bò hò cho xâm đai bà rà bà quát, hai có sạp tà mê cô rà bà quát chư bố. Hai nơi bì liềm mong bàm bầy bực, mê cô ní có bàn kết côn mùi để thất nơi khổng sào. Khơi sạp hiếp bạc ní quạt có hai sào mô côn chánh, có sạp tà khơi côn côn ní. Châm lại khẩu bị thò mặt đá, đòi bùng miệng đỏ rốm, nâng cơ cho trường vên tăng bị cầm nợt. Còn có bàn trên châm cô ní, rồi hốt mốc, đòi bùng bàn chạp ở rộng rương ra gọi lời. Mỗi chân năm cơ rời mốc, đây là bà quạt bàn thật lẹp luôn chứ, hâm chia tùm ngốn, đòi bùng ai đòi rụi lời. Quạt bàn chia dìm phía ba cho ngư đầy quạt, tái bùng bàn thu xa xót. Quạt có rô cừu tì mớ, tá trời thuốc đôi mặt đất, tớp đầy quạt chìa. Cô tì có bệnh chạy bằng cọp thà, ai riêng trong rộn đắp bài xây chi ác sẵn á, ai cô này tư. Cô ní ai chê lứt đà thơ ai trong ngư đầy quát bàn chía, bố cô ní cứ chia nương bứ, đà trái chế phẹo dì rộ bọc bạc cáo, ôn rộ bọc bạc cố một chạm chết, miền bà rộ mây khắp bồn á, ai lứt chia ba mà nốt tu tư ai chia bì trong ngư đoàn cát bàn. Quát có riêng trong ác sẵn á, thoái, bố rộn tiết bàn bài bọn thà. Bà sân bạp đầy rồi bà quát chía, quát năng thơ bôn áp bì xài chùn cô ní đâm bầy túc chía xa kà rạ. Lúc quát riêng trong ác sân ạ rùi rõ, có sạp tay cô ní, chế lực đầy lực trường bà đầy quát đầy hàm. Hãy bà đầy rồi bà quát có bàn chía xa bài bì chùm ngư mà đò mặn tích, rồi hốt đó ai đào bàn bình thò mặt đá, ai bà có cây ca bàn thiệt phòng. Tăng bì bì nô mốc. Quát có miên chùm nứa, hai bàn riêng trong thư bọn áp bì xài cô ní, bây dục bây thằng ngày giáng cổ cực cổ kỳnh. Hai có lạ bây to khả nế, miên bà chia bò rọt chàng ngày chết một giang trả đáng, xông ỏi cô lứt, đâm bây phía bà rô kia xinh xinh, hai có bàn xóm bà cọp riêng khuôn. Lẹ khả nạp bì xài rô bọc cô ní, cứ chê lứt, chê thư tức môn ỏi kế, chê tổ tuôn tiên à hạ đồ chìa mà nụ, chê bì xét cứ chôn chất bọn ám.
miền chế túm nôm em chế đàm. ไอ้หูจกจังได้บ่ถ้าสัตว์กูยังธรรมดาธรรมดาอาจจะหูเตะในตั้งปีบ้านจะเนื้อตั้งปีมึงโลดนี่หูจังอ้าวให้ตั้งปีบ่บ่บ่ายหูบานจังอ้าวอันนั้นนมปังอ่ะนมปังยังใบใบจรุง anh nắng để khi ông bị muốn ăn đắng để nhận để cái máu mới nó cũ là máu mới tới thì tinh nhà nung nâng vô màu tại vô máu vô mà đặt chan ấy chú cua đó này vô mà lực chú nó ở nhẹ một chành cái lết tôm lịch hết không hết tại vô nung rồi mang đi nung mai viên không mai viên với vô máu sợi dạ nung nâng màu bị thải sợi là thầy đã làm lại là đọc tên chân tứ để lục thả mình men tế nhôm là bỏ nên là bỏ mò về thầy cái niềng tài tế pro cái niềng ruột này cho mùi thầy lòng mò hai cái niềng bàn ruột tô ruột cầm hai cái niềng mình tài tế là bỏ thầy bạn dừng sang kết khởi thả cô nế miền sầm bò lập bò thân áo hai lẽ cả nạo phải bị kế cư bụng đỏ rồm กระจอกเจียงมีสะเพียบงอโดยเจียสบายเจียงสนัดหายเจ๊บอริโภคอาหารโดยเจียมนุษย์โดยเจียบายสำล้อโลดจิกติเจียดายโยมลึกจูนอ่อนเหี่ยมกเจงกระลึกต้มเล็ดฮัดก้มหัดบายโยนนมโดยมันนีนมไข่ยินสลงไข่ยินเถื่อโยมอ้อใส่จ้าลึกจูนไข่นมนั่งเอาไปไข่อ่อนใส่ละไข่ดักนำไหล แต่ลูกทางมันแม่นเตยโยมระบอบนี่ระบอบมอเตอร์ไทยเป็นเงินตายเตยโปรเป็นเงินรวยในจมูกไทยลองมาให้เป็นเงินบานรูดโตรูดจำให้เป็นเงินมันตายเตยระบอบไทยบ้านยิงสังเกตเคยทาโกนี้เบียนสมบัติปวดเท้าหายเหลือขณะพลายปีเก้คือปุ่มดอโรมกระเจาะเจียงเบียนสะเพียบงอโดยเจียสบายเจียงสนัด บานเป็นธรรมดาอายประกอบกิจการบานเทพองตั้งปีเปลี่ยนลมหมอกกวาดกอมีนจมเนื้อหายบานเรียบจำเถื่อบนอภิสัยโกนิใบยกใบทั้งไงย่างกระกระกระเกรงหายก็ละใบต่อต่อขณีเมียนประเจี๊ยบประวัติชายจิตหมอกอย่างแฉลงสมออยโกลึกดำใบเพียบารุกีบเสียงหายก็บานซ้อมประกอบเรียงเรียงคลุนและขณะพิเศษระบอกโกนิคือเจลึกเจตเวตึกมนอ้อยเก๋ เจ้าตัวเตียนอาหารโดยจีมนุจีไปเซ็กคือโจลจัดบังแอมเมียนเจตุ้มนมแอมเจดามอันนั้นก็เป็นยังไม่เตียงอันนั้นแค่อาเซียนนี่ค่ะอันนี้ยืนเจ็บเครื่องเครื่องไอ้ที่ยังใช่หัวหัวอ่อนสิเด้อเจ็บเครื่องนึก ไอ้หูจกจังได้บ่ท่าสัตว์กูยังธรรมดาธรรมดาอาจจะหูเตะในตั้งปีบ้านจะเนื้อตั้งปีมึงโลดนี่หูจังอ้าวให้ตั้งปีบ่บ่บ่ายหูบานจังอ้าวอันนั้นนมปังอ่ะนมปังยังใบใบจรุงอันนั้นเดะเพียงไปมันอัดดังเตะเดะเนี่ยเดะเตะหมอมือนะปู่ đào máu mưa tới thì tinh nhà nung nâng vô màu tại vô máu vô mà đặt chan ấy chú cua đó nè vô mà lực chú nó ở nhẹ một chành cái lết tôm lịch hết không hết đào vô nung rồi mang đi nung khmer viên không khmer viên vớ vô máu sợi dạ nung nâng màu bị thải sợi là thải đặt nam lại dạ đào tiền chân tứ để lục thả mình men tế nhôm là bò nên là bò mò về thầy cái niềng tài tế pro cái niềng ruột này cho mùi thầy lòng mò hai cái niềng bàn ruột tô ruột cầm hai cái niềng mình tài tế là bò thầy
បាទយើងសង្កេតឃើញថាគោនេះមានសម្បល់ពណ៌ត្នោតហើយលក្ខណៈប្លែកពីគេគឺពុំដោះរោមក្រចកជើងមានសភាពងោដូចជាស្បែកជើងស្ដាច់ហើយចេះបរិភោគអាហារដូចជាមនុស្សដូចជាបាយសម្លរលោតចេកខ្ទិះជាដើមបាទនេះពិតជាគោដ៏ចម្លែកមួយដែលយើងកម្របានជួបប្រទះណាស់បាទ